Tha là gì? Quý vị thấy đọc trong các bộ luận hoặc là trong đây chúng ta học, hoặc là quý vị coi Pháp hội thứ 14 trong kinh Đại Bảo Tích thì nói rất rõ là khi mà cha mẹ đến với nhau đó là gia hội đó, thì khi đó nhân viên đầy đủ là ngay lập tức nó là định thức của người ta hát, người ta nhập vô thì cái lúc đó tính là Yết-la-lam hay là Ca-la-lam đó, Ca-la-lạc đó, thì những cái đó được gọi là có thai rồi, mang thai rồi, gọi là tở thai rồi, mà nếu sát hại gọi là thì là phá thai đó, nên lúc đó mang tội giết người, chứ không phải là đợi đến mấy tuần rồi đâu. Có nhiều người không biết học ở đâu đó, nghe không có học mà nói càng nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta học á, chúng ta phải căn cứ, có căn cứ đàng hoàng, không phải theo cái trí nhớ được, cái gì theo cái trí nhớ của mình mà mơ màng á, nghe không rõ ràng á là dễ mình nói sai. Cho nên á, theo căn cứ rồi nay thì Trang cũng có coi tìm hiểu như vậy là cái thai á, kết thành thai khi nào và khi nào. Quý vị với bây giờ thì nhiều người ta uống phát thuốc để tránh thai đúng không, thì như vậy tội như thế nào đấy, ở đây có khi nào có tội và khi nào không có tội. Bây giờ Thiện Trang đã phân tích rõ mấy trường hợp nè. Trường hợp thứ nhất là gì? Nếu như chưa thụ tinh mà cái thuốc đó đó nó ngăn cản quá trình thụ tinh, tức là thụ tinh thì tất nhiên là thụ tinh ở đây nói là tức là tinh cha huyết mẹ hợp nhau. Thật ra là mình nói tinh cha huyết mẹ là nói ấy, trong kinh Phật không dùng từ tinh cha huyết mẹ mà là tinh cha tinh mẹ. Thế thì hai bên xúc cùng xúc, tức là hai bên cùng xúc đấy, và cái đó thần thức họ nó đủ duyên nó tới thì lúc đó nó đã thụ, gọi là mình gọi là thụ tinh rồi đúng không. Thì chỉ trong vòng thế nào thì khoa học nó là có thể trong vòng có khi 5 phút nó đã thụ tinh xong rồi, có khi nó mấy ngày sau đó, có thể mà 10 mấy ngày sau, tại vì cái quan trọng là tinh trùng nó ở trong đó nó sống được bao lâu đó thì nó sẽ gặp trứng thì nó sẽ thụ tinh. Cho nên khi nào thụ tinh đó mà đã thụ tinh rồi, quý vị uống các loại thuốc tránh thai nó thường là gì? Thì Nhân tin là chắc đa phần là nó có tác dụng là hai tác dụng. Một là tác dụng là ngăn không cho thụ tinh, tác dụng thứ hai là thụ tinh rồi ngăn không cho trứng nó có thể sống được, tức là nó không thể đậu ở dạ con, tử cung á, không để đó. Cho nên nếu trường hợp thứ hai là trường hợp gọi là phá thai thì Yết-la-lam vẫn là thai mà. Đó, quý vị có thể coi Du-già Sư Địa Luận, có thể coi kinh vừa rồi thì đang nói kinh bộ thứ hội thứ 14 trong kinh Đại Bảo Tích. Đó, hồi bữa thì đang có kể cái câu chuyện của ngài Ananda đó, ngài Nanda đó. Đó thì quý vị thấy là rõ ràng như vậy, phá thai là thuộc về phá thai là rồi. Và Thiện Nhân tin là dù Thiện Nhân không có tìm hiểu các loại thuốc không biết, nhưng mà Thiện Nhân nghĩ là các loại thuốc họ bán ra là mong là có tác dụng tốt nhất, cho nên chắc chắn nó rơi vào phần đa rơi vào trường hợp thứ hai, tức là nó sẽ ngăn không cho trứng đó đậu vào tổ được để nó phát triển tiếp. Chính vì vậy nó thuộc về phá thai, đúng không ạ? Cho nên là vượt pháp, cái đó là phạm giới. Nếu như mình không biết, tức là mình không biết thuốc xưa nay mình không biết tác dụng, mình uống rồi nghiện thôi, mình kêu ơi uống nó chắc không sao đâu vân vân, thì mình cái đó nó xếp vào tội gì? Tội bậc trung. Nếu như quý vị không biết đó thì cái đó là vô tình, quý vị chỉ nghĩ nghi thôi đó. Nhưng mà quý vị có biết là cái này uống, cái này chắc là do có thai rồi đó, cho nên tôi uống để cho nó cái trứng này nó không có đậu vân vân, thì ngay lập tức kết thúc tội bậc thượng, không thể sám hối. Cho nên là nguy hiểm ở chỗ này đó. Bây giờ nó rõ ràng mà Thiện Trang tin là chắc chắn các loại thuốc đó nó đều như vậy, tại vì nếu mà không nó làm sao có tác dụng được, nếu không nó sẽ không có tác dụng đó. Thì người ta phải tính cái trường hợp là thụ tinh rồi đó, trứng đã thụ tinh rồi, cho nên á, người tránh thai phải có phương pháp, đúng không ạ? Ở đây thì Thiện Trang không có ấy biết, nhưng bữa nhờ cái bài giảng hôm bữa mà có cô làm ở bên cái viện y tế trung tâm y tế của thành phố Bắc Ninh có gửi cho Thiện Trang một đoạn dịch như thế này để Trang cũng sẵn nói luôn, chia sẻ cho quý vị để quý vị tránh cái trường hợp để mà làm sao. Ví dụ như bây giờ mình người tại gia thì chắc chắn có việc này, vậy cái phương pháp nào có thể tránh được mà không phạm giới, đúng không? Không tội sát sanh.